Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng và chiến thuật dùng người miền Nam đánh người miền Nam. Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng miền Trung và miền Nam chỉ là 6 trên 18 người. Riêng miền Nam, nơi mà có thành phố Sài Gòn sầm uất và giàu nhất cả nước, như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đều là những tỉnh đóng thuế cho Trung ương rất cao. Ấy vậy mà cả khu vực miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Đây là bước đấu đá rất rõ ràng. Phe miền Nam đã thất bại với hàng loạt tên tuổi phải ra đi như Trương Hòa Bình, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, vân vân. Và vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh nhóm vào nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng vì ông ta loại Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông ta không cho cá nhân nào của Sài Gòn vào Ủy viên Bộ Chính trị, mà cụ thể là ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Ông này là Ủy viên Trung ương Đảng và là chủ tịch thành phố lớn nhưng vẫn không vào được Bộ Chính trị vì ông ta là người được cho rằng thuộc phe của ông Lê Thành Hải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang lúc còn liên minh với nhau. Tuy nhiên, điều đáng nói là phe Trương Tấn Sang và ông Trọng cũng trò loại luôn. Trương Hòa Bình là người có vị trí cao nhất của phe Trương Tấn Sang trong Bộ Chính trị. Ông này đang nắm chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực và theo lý mà nói thì ông mới chính là người được thừa kế ghế thủ tướng mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại. Nhưng cuối cùng chiếc ghế quyền lực này lại rơi vào tay Phạm Minh Chính, một người không phải là thành viên của chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đá luôn người của phe Trương Tấn Sang thì phải nói rằng ông ta đã xác định ông với Trương Tấn Sang không có nợ nần, ân tình nghĩa gì nữa. Lúc trước khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng còn mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên minh với Trương Tấn Sang. Giờ ông Trọng đã thành công thì ông không hề nâng đỡ cánh ông Trương Tấn Sang mà loại luôn để dồn ghế cho phe cánh miền Bắc. Có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu thêm một thành viên miền Nam nữa vào Bộ Chính trị, và số ủy viên Bộ Chính trị tại nhiệm kỳ 12 là 19 người và số ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ 13 là 18 người, ít hơn một người so với nhiệm kỳ trước. Như vậy khả năng giữa nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho bầu bổ sung. Vậy ai có khả năng sẽ là người được bầu bổ sung đây? Vào hôm 19 tháng 2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công làm trưởng ban tuyên giáo. Vị trí mà người ta dành cho Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng nay ông Nghĩa chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng lại được ngồi vào đấy. Điều này cho thấy không sớm thì muộn, ông Nghĩa cũng sẽ được vào cơ cấu của Bộ Chính trị bằng cách bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, tức là đang 59 tuổi. Đến hết nhiệm kỳ 13, ông sẽ là 64 tuổi. Đủ tuổi để ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Nghĩa quê ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ông đi lên từ nhánh tuyên huấn trong quân đội. Trước khi được điều động sang làm trưởng ban tuyên giáo, ông Nghĩa là thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có nghĩa là ông là phó cho ông Lương Cường. Đây là hình ảnh khả năng rất lớn là ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị theo cách bầu bổ sung. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Và khóa 13, ông cũng đang là Ủy viên Trung ương Đảng có triển vọng và vào Ủy viên Bộ Chính trị. Việc ông Nguyễn Phú Trọng bố trí cho một người miền Nam vào vị trí dành cho Ủy viên Bộ Chính trị được dư luận cho rằng ông Trọng muốn xoa dịu thế lực miền Nam sau khi trắng tay ở tứ trụ và thất bại ở Bộ Chính trị. Liệu rằng quan điểm này có đúng hay không thì cần phải tiếp tục phân tích và xem xét. Thực ra, trong quy định nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có quy định là phải có sự phân chia Trung Nam Bắc hay Bắc Nam gì cả. Tuy những loại văn bản cụ thể không quy định như thế, nhưng ai cũng biết trong luật chơi của Đảng Cộng sản Việt Nam nó luôn có những quy luật bất thành văn. Như Tổng Bí thư thì phải là người Bắc có lý luận, còn Thủ tướng là người miền Nam. Nói tới Đảng Cộng sản Việt Nam mà nói đến những luật thành văn là không hiểu về họ. Và câu hỏi đặt ra là có thực sự ông Nguyễn Phú Trọng e ngại cánh miền Nam hay không? Thực tế là ông Nguyễn Phú Trọng đang mang cái lò của ông đưa vào miền Nam, mà cụ thể là cánh ông Nguyễn Tấn Dũng và cánh Lê Thành Hải. Với Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Phú Trọng gần như bất lực, và ông ta đành phải đi bắt đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, vân vân. Còn với ông Lê Thành Hải thì tới nay ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa làm gì được ông ta, mặc dù ông Trọng đã bắt được em trai của ông Lê Thành Hải là Lê Tấn Hùng. Nhưng bắt đã hơn một năm rồi, mà ông Trọng cũng không thể nào khai thác được gì từ đây. Trong năm 2020, thông qua bàn tay của Nguyễn Văn Nên, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bắt đầu thấy nghi ngại, và dường như ông Tất Thành Cang, người ta hy vọng
ông nên đã khai thác Tất Thành Cang, vấn đề Thủ Thiêm ra thì sẽ moi ra được sai phạm của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên có làm được hay không lại là chuyện khác. Ông Trọng đã từng bổ sung Nguyễn Thiện Nhân về Sài Gòn để thực hiện sứ mệnh của ông, nhưng ông Nhân đã bất lực với thế lực quá lớn của ông này. Như vậy là một khi ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên chiến với thế lực Nguyễn Tấn Dũng và thế lực Lê Thanh Hải thì không có lý do gì ông Trọng lại e ngại hai thế lực này cả. Ở Đại hội 13 cũng rất nỗ lực, ông Nguyễn Phú Trọng mới dẹp được thành công và ép thế lực miền Nam thì không có lý do gì ông lại ngại thế lực này nữa. Và giờ đây ông đưa Nguyễn Trọng Nghĩa vào vị trí trưởng ban tuyên giáo để xoa dịu nỗi đau thất bại của phe miền Nam. Trong cuộc chiến phe phái, đối thủ càng thất bại ta càng vui mừng, chứ không có chuyện đối thủ càng thất bại ta càng tỏ ra thương xót. Đây là hình ảnh. Giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng chẳng cần phải e ngại gì ai. Bây giờ miền Nam không có ai nằm trong tứ trụ khóa 13 này. Đó là thành công của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó phải là chiến tích mà ông rất tự hào, đặc biệt là tự hào trước phe đối thủ của ông. Sẽ không có sự xoa dịu nào cả. Trong những cuộc chiến khốc liệt để chiếm được ghế nào mừng chiếc ghế đó, chứ không dễ dàng gì mà dâng nó cho kẻ khác. Vậy thì sao mà ông Nguyễn Phú Trọng lại bổ nhiệm người miền Nam? Câu hỏi được đặt ra, và ông bổ nhiệm vì mục đích gì? Ông Võ Văn Thưởng là người quê ở Vĩnh Long. Ông Võ Văn Thưởng được cho là bị ông Lê Thanh Hải đá ra Trung ương vào năm 2016 nên mới vào tá túc ở ban bí thư, chứ thực chất ông Võ Văn Thưởng nhắm vào chiếc ghế bí thư thành ủy của Lê Thanh Hải. Lúc đó Lê Thanh Hải đã đá Võ Văn Thưởng đi thì ông cũng chẳng giữ được chiếc ghế này. Tuy nhiên theo dư luận đánh giá thì ông Hải chơi theo kiểu ăn không được thì phá đi. Và sau này chiếc ghế đó đã lọt vào tay Đinh La Thăng. Từ đó ông Võ Văn Thưởng mới nắm được chiếc ghế trưởng ban tuyên giáo và tiến lên chiếc ghế thường trực ban bí thư như hôm nay. Và có thể nói ghế thường trực ban bí thư là chiếc ghế trên danh nghĩa sẽ là người kế thừa chức tổng bí thư nếu ông Nguyễn Phú Trọng chẳng may vì lý do sức khỏe hay bị chết giữa nhiệm kỳ. Ông Võ Văn Thưởng hiện giờ là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Còn ông Nguyễn Văn Nên thì sao? Câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Ông ta vốn là người trong ban bí thư với chức danh Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông được ông Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm về làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh và sau đó vào Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Văn Nên hiện giờ nhận nhiệm vụ của ông Nguyễn Phú Trọng xử lý nhóm Lê Thanh Hải ở miền Nam. Ông đã xử lý được Tất Thành Cang. Tuy nhiên, với Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì liệu ông có xử lý được hay không là chuyện hoàn toàn khác. Người thứ ba có gốc miền Nam trong Bộ Chính trị đó là ông Trần Thành Mẫn. Ông này mới nổi lên từ Mặt trận Tổ quốc, người nắm quyền lực nơi này không được đánh giá cao cho lắm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng ông Võ Văn Thưởng sẽ là cánh tay đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, ba ủy viên Bộ Chính trị người miền Nam thì có đến hai người có thực lực thì lại thuộc về phe ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải thuộc phe cụ thể nào khác của thế lực trước đây ở miền Nam. Như vậy, việc cất nhắc cá nhân ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng cần xây dựng người miền Nam để thực hiện ý đồ chính trị của ông hơn là ông muốn xoa dịu điều gì. Và không việc gì mà ông Nguyễn Phú Trọng phải xoa dịu đối thủ khi mà ông luôn đứng ở thế thắng với họ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì nắm trưởng ban tuyên giáo cũng sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng lái dư luận có lợi khi ông tiến hành đánh các thế lực ở miền Nam. Và thông tin cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới sẽ tìm cách tống những thanh củi miền Nam vào lò, chứ chẳng phải xoa dịu gì ai. Với Tất Thành Cang và đến 2 năm, ông Nguyễn Phú Trọng không bắt được. Thế nhưng vào tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thiện Nhân, thì ông này đã bắt được Tất Thành Cang. Đây là kế sách dùng người miền Nam trị người miền Nam của ông Nguyễn Phú Trọng, và nó tỏ ra hiệu quả trong bước đầu. Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng dùng người ông Nguyễn Trọng Nghĩa vì mục đích cũng như vậy. Đánh thế lực miền Nam trước hết phải kiểm soát những tờ báo ở miền Nam mà thân với ông Nguyễn Tấn Dũng hay Lê Thanh Hải. Việc đưa một ông tướng quân đội về nắm báo chí ở Việt Nam, điều đó cho thấy ông Trọng cần một ông tướng quân đội ra kỷ luật sắt với các tờ báo nào mà không biết nghe lời và từ đó điều phối dư luận xã hội theo ý muốn của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như rất giỏi dùng chiến thuật dùng người miền Nam đánh người miền Nam. Muốn đánh đối thủ thì trước hết phải cho đánh trên mặt trận báo chí và sau đó đánh mặt võ.
tức là cho công an bắt nhốt hoặc kỷ luật cách chức. Đó là những gì ông Nguyễn Phú Trọng có dụng ý dùng người miền Nam. Những người miền Nam trong Bộ Chính trị hiện nay nói cho cùng chẳng ai là đối thủ của Nguyễn Phú Trọng như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây cả. Ý đồ của Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Ông Trọng không sợ phe miền Nam mà cũng chẳng sợ dư luận, mà cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa là chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Mà chỉ đơn giản, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng người miền Nam đánh người miền Nam trong kế sách lâu dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng và chiến thuật dùng người miền Nam đánh người miền Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.